Thưa quý vị và các bạn, đối với vận động viên thể thao chuyên nghiệp thì chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng, bởi nó sẽ quyết định vận động viên đó có đủ thể lực để hoàn thành các giáo án tập luyện cũng như là thi đấu hay không. Đối với bộ môn đòi hỏi cường độ hoạt động cao như xe đạp thì dinh dưỡng càng đóng vai trò quan trọng hơn và chiếm khoảng 90% thành công của mỗi coureur. Vận động viên sử dụng những nguồn thức ăn hay các loại thực phẩm nào cho phù hợp với cơ thể trong suốt quá trình vận động? Đó gần như là một câu chuyện mà trong làng xe đạp Việt Nam, các đơn vị luôn quan tâm với mục tiêu hỗ trợ tốt nhất cho các tay đua khi tập luyện và thi đấu. Sau buổi tập chuẩn bị cho cúp xe đạp đồng bằng sông Cửu Long tại đảo Phú Quốc, ekip xe đạp của đội Gà Hoàng Cọc Trời An Giang lại bắt đầu vào buổi ăn trưa như thường lệ. Trên bàn ăn của các vận động viên, cơm gần như là thứ không thể thiếu. Bên cạnh đó còn có món chính khác như cá, thịt cùng với các loại rau củ. Khẩu phần của các vận động viên tại đội xe đạp Gạo Hoa Cọc Trời An Giang có giá vào khoảng 100.000 đồng một người cho một buổi ăn. Đây là mức giá được xem là khá cao so với mặt bằng chung của các vận động viên xe đạp ở Việt Nam. Do được hỗ trợ về mặt kinh phí nên ban huấn luyện của đội luôn thay đổi các món để tạo ra sự phong phú trong từng món ăn dành cho các vận động viên. So với nước ngoài, ở Việt Nam mình thì hai bữa cơm thông thường có đầy đủ cá, thịt heo hay là thịt bò. Thậm chí mình phải coi như khẩu phần ăn của các em đó có đáp ứng được nhu cầu của các em không, hay là các em ăn có được ngon miệng không. Và mình biết mình phải theo dõi từng bữa ăn và mình biết cái tính nết của từng động viên ăn cái gì hay đội ăn như thế nào. Thì từ lúc đó mình sẽ điều chỉnh cái khẩu phần ăn để cho các em hợp lý trên bữa ăn, cho em ăn ngon và để đủ sức thi đấu chặng tiếp theo. Với việc hoạt động ở cường độ tập luyện nặng, thế nên gần như trong bữa ăn các vận động viên đều sử dụng hết các nguồn thực phẩm. Theo ban huấn luyện đội An Giang, chế độ dinh dưỡng cho các vận động viên như thế tuy là đủ nhưng nhìn chung thì vẫn chưa thể đáp ứng hết nhu cầu dinh dưỡng thực thụ của các vận động viên. Trên thực tế, nếu một người trưởng thành hàng ngày cần nạp vào khoảng 1.200 tới 1.800 calo cho cơ thể, thì đối với một vận động viên xe đạp cần nhiều gấp đôi, thậm chí là gấp ba bình thường. Việc ăn uống của các vận động viên sao cho đủ các chất dinh dưỡng, sao cho không bị tăng cân, ảnh hưởng tới thành tích đã là một bài toán khó. Chứ chưa nói đến việc ăn như thế nào để bổ sung chất dinh dưỡng cần thiết, giúp cho cơ thể phát huy hết khả năng để đạt hiệu quả cao trong thi đấu. Theo Tâm thì cái khẩu phần ăn để cho đủ một vận động viên để thi đấu chuyên nghiệp và thi đấu đỉnh cao đối với Việt Nam thì Tâm nghĩ là chưa đủ. Đối với quốc tế thì Tâm nghĩ sẽ cần thêm phía đội tuyển quốc gia phải hỗ trợ thêm về phần dinh dưỡng nữa. Đội xe đạp Gạo Hoàng Cọc Trời An Giang được xem là một trong số ít ekip của xe đạp được tài trợ khá tốt về mặt kinh phí từ đơn vị chủ quản. Thế nên bữa ăn của các vận động viên luôn khá phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, nhìn vào mặt bằng chung của xe đạp Việt Nam thì không phải đội đua nào cũng được hỗ trợ tốt như thế. Hầu hết các coureur ở các ekip xe đạp khác, khẩu phần cho một bữa ăn thường có giá rất thấp. Thế nên mỗi bữa ăn các vận động viên thường ăn chỉ để cho no, chứ chưa nói đến chất dinh dưỡng mà họ nạp vào cơ thể là gì. Tất cả các vận động viên thi đấu trên đua cần phải có dinh dưỡng bổ dưỡng vào, vì sau một cuộc đua hay sau một trận đua các vận động viên thật sự là rất là mất sức. Thì tùy theo câu lạc bộ mà hỗ trợ được, như câu lạc bộ xe đạp tập đoàn Lộc Trời, nhờ sự hỗ trợ của tập đoàn Lộc Trời nên đã hỗ trợ thêm phần ăn cho các em. Về dinh dưỡng phần ăn thì các em rất là ổn định. Nhìn chung thì các câu lạc bộ nào có đơn vị tài trợ thì phần dinh dưỡng ăn uống của các em rất là ổn định. Còn những câu lạc bộ như không có được tài trợ như đội Bến Tre hay đội Cần Thơ thì thật sự các em phần ăn các em cũng chưa ổn định gì mấy. Tùy theo từng giai đoạn mà chế độ ăn bổ sung cho các coureur khác nhau. Nếu như trước khi thi đấu thì khẩu phần của các vận động viên là đúng với tiêu chuẩn của vận động viên, nhưng khi trước một giải đấu, đặc biệt là những giải đấu lớn và diễn ra trong một thời gian dài, thì chế độ dinh dưỡng trong các phần ăn của các vận động viên được ban huấn luyện của các đội lên kế hoạch một cách đặc biệt nhằm bổ sung năng lượng phù hợp cho các coureur trong quá trình tập luyện và thi đấu với cường độ cao. Bên cạnh đó, để giúp cơ thể có được sự cân bằng trong quá trình thi đấu, nhiều vận động viên còn sử dụng thêm các loại thực phẩm chức năng nhằm giúp bổ sung cho cơ thể mình có thể hoạt động hết công suất. Thường các vận động viên sẽ chọn các loại sữa thực phẩm chức năng phục hồi thể lực sau các trận đua và các loại vitamin bổ sung năng lượng. Và việc sử dụng cũng được thực hiện một cách khoa học.
để một cua gơ đường trường thi đấu đường dài tốt như đua thì trước tiên là phải về dinh dưỡng. Cái đầu tiên là phải cần có nước uống là không phải nước trắng bình thường mà phải một nước đường glucose và glucosamine. Thì các chất đường đó nó có chất điện giải trong cơ, nó làm cho cơ thể mình nó không có cái acid lactic nhiều, sẽ không làm cứng cơ và mình sẽ duy trì đường dài được. Còn về phần ăn uống thì có các loại gel giúp hỗ trợ mình không có bị đói và có thể nó nạp vô cơ thể mình nhanh hơn là mình ăn chuối thông thường hoặc là ăn bánh thông thường. Gel mình sử dụng cũng vậy, thì nó sẽ chia làm nhiều giai đoạn, đường ngắn và đường dài. Ví dụ một chặng 100 km thì mình có thể chia làm 3 giai đoạn, đó là 30 km, 60 và 90. Thì sử dụng các loại gel đó tùy thuộc vào cái tình huống và tùy thuộc vào điểm đích đến và điểm gym ở trên đường đua. Nói về các vận động viên Đông Nam Á thôi, thì ở Việt Nam mình thì cũng không có thua kém về các nước Đông Nam Á. So với là lớn hơn nữa là châu Á này nọ thì thực sự phần ăn của mình chưa thể nào bằng với các vận động viên châu Á được. Thực chất không phải là ăn cơm nhiều mà tốt cho vận động viên, thì khẩu phần ăn nhiều lúc thức ăn như cá thì nó có chất sắt, cá biển hay thịt bò nó rất đạm để bổ sung vận viên. Thì những cái đó là phải ăn làm sao hòa hợp với cơm thì đó mới bổ sung được. Chứ nếu mà ăn cơm nhiều quá mà không có thức ăn thì thực sự không có nạp năng lượng kịp thời cho các em được. Theo chia sẻ của huấn luyện viên Lê Thanh Liêm, thì so với các cua rơ xe đạp ở các nước trong khu vực Đông Nam Á, thì chế độ dinh dưỡng của các cua rơ Việt Nam hiện tại đang ở mức ngang bằng. Còn nếu so với ở châu Á thì lại dĩ nhiên vẫn còn thấp hơn. Thành công của một cua rơ nói riêng và vận động viên thể thao nói chung không phải ngẫu nhiên mà có được, mà đó là kết quả của quá trình tích lũy và đầu tư. Trong đó, dinh dưỡng là một trong những yếu tố cốt lõi để giúp các vận động viên đạt thành tích cao nhất.